Xin chào các khán giả thân yêu của kênh Hậu Trường Thể Thao. Như vậy là câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cầm hòa nhau một đều sau một trận đấu vô cùng hay và có phần căng thẳng trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 2 tháng 3. Trước khi bước vào trận đấu này, câu lạc bộ Hà Tĩnh được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với câu lạc bộ Công an Hà Nội và một tập thể đang có phong độ tương đối cao dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kia Tí Sắc. Trong khi đó, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn ngụp lặn, vẫn khá là vất vả ở vị trí giữa bảng xếp hạng. Họ mới có một sự bổ sung tương đối đáng chú ý, đó là Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường hôm nay được vào sân trong hiệp đầu thứ hai và để lại khá nhiều dấu ấn. Sau khi Lương Xuân Trường vào sân, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những cải thiện đáng kể về mặt lối chơi, về mặt thế trận và họ đã có một bàn thắng trên chấm phạt đền. Ngay sau trận đấu này, thì thủ môn Philip Nguyễn đã có một cuộc trò chuyện ngắn với huấn luyện viên Chu Dê và các cộng sự. Vị trí lô gia người Pháp dành khá là nhiều thời gian để đi theo dõi các trận đấu của V-League trong thời gian gần đây. Ông cho thấy mình đang có một sự chuẩn bị tương đối kỹ càng cho hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup với Indonesia vào giữa tháng 3 tới đây. Thủ môn Philip Nguyễn chắc chắn là một cái tên được huấn luyện viên Chu Dê vô cùng quan tâm. Trong bối cảnh thủ môn Đặng Văn Lâm đang chấn thương thì Philip Nguyễn gần như chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Chu Dê cho hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Trong trận đấu ngày hôm nay, Philip Nguyễn cũng thực hiện khá tốt nhiệm vụ của mình. Đây, huấn luyện viên Chu Dê đang đi tìm Quang Hải. Đây rồi, ngôi sao của chúng ta, một cầu thủ đã có cú volley rất đẹp mắt ở những phút cuối trận để mang về một điểm cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Chu Dê đang chờ Quang Hải giao lưu với những người hâm mộ một chút. Đây là một cuộc nói chuyện mà hẳn là khá nhiều người hâm mộ Việt Nam mong chờ. Huấn luyện viên Chu Dê dặn dò Quang Hải rất kỹ càng. Anh đang là một nhân tố vô cùng quan trọng của câu lạc bộ Công an Hà Nội và chắc chắn rằng với phong độ hiện tại, Quang Hải sẽ là một phần rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Những lời khích lệ, một cái khoác vai rất là ấm áp của huấn luyện viên Thu Dê dành cho Quang Hải. Ông dường như đang nhìn về phía cabin của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một dấu hiệu cho thấy huấn luyện viên Thu Dê đang dành một lời khen cho những gì mà câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thể hiện trong ngày hôm nay. Họ xứng đáng với những lời khen. Giành được một điểm trên sân của câu lạc bộ Công an Hà Nội không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đây rồi, Quang Hải đang được rất nhiều người hâm mộ săn đón. Kể từ khi chuyển đến câu lạc bộ Công an Hà Nội, Quang Hải cũng kéo theo tương đối nhiều fan về với đội bóng này. Với những người yêu bóng đá thủ đô thì Quang Hải là một cầu thủ rất đặc biệt. Dù là khoác áo đội bóng nào đi chăng nữa thì Quang Hải vẫn sẽ nhận được những tình cảm rất nồng ấm từ người hâm mộ thủ đô. Quang Hải đang rất là kiên nhẫn, rất là chiều fan. Những anh chàng rất là cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một lời chào rất ấm áp của Quang Hải dành cho người hâm mộ. Đây là những hình ảnh chúng tôi đã ghi lại ở trước trận đấu khi huấn luyện viên Jose bước vào sân vận động Hàng Đẫy. Ông đã có một cuộc trò chuyện riêng với Bộ trưởng Tô Lâm, một cuộc trò chuyện khá là vui vẻ. Có thể thấy huấn luyện viên Tuje mang rất nhiều cộng sự, những người thân cận với ông ở đội tuyển Việt Nam đến theo dõi trận đấu này. Một trận đấu có thể coi là có khá nhiều tuyển thủ. Chúng ta có Quang Hải, chúng ta có Philip Nguyễn, có Bùi Hoàng Việt Anh. Phần nào đó có thể kể đến những Giáp Tuấn Dương hay là Hoàng Văn Toản. Trong đều là những cầu thủ rất nổi bật của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kính mời các đồng chí đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn thể người hâm mộ cùng đứng lên làm lễ chào cờ. Đây là Bùi Hoàng Việt Anh. Anh đang gặp lại những người bạn cũ của mình trung học. Trung học ở Việt Anh đều là những cầu thủ nổi bật của lứa cầu thủ 99-2000. Trung học hiện tại đã là một đội trưởng của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một đội trưởng rất trẻ tại V-League. Trong khi đó Bùi Hoàng Việt Anh cũng là một trong những người thường xuyên được huấn luyện viên Kia Tí Sắc trao băng đội trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội, bên cạnh những Hồ Tấn Tài, Quang Hải hay là Văn Thanh. Và đó cũng là những hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã có một cuối tuần vui vẻ cùng bóng đá và hãy cùng nhau bắt đầu một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.